Thầy chào các em. Hôm nay là cái bài giảng hôm nay á, thì nó là cái bài đầu tiên của cái chương trình vật lý lớp 11. Cái bài này cũng là cái bài 1 của chương 1. Bài điện tích và điện trường. Cái bài hôm nay mà thầy giảng cho các em đó là cái bài điện tích và cái định luật Coulomb. Thì cái phần điện tích á, thì các em đã học ở chương trình lớp 8, lớp 9 gì dưới đó rồi. Thì ở đây á, nó cũng vậy thôi. Cái phần lý thuyết á, thì nó cũng nhẹ nhàng thôi. Thì ở đây thầy chỉ nhắc lại sơ qua về cái kiến thức cần nhớ. Thì cái này thầy nói sơ qua là bởi vì ở trong sách giáo khoa cũng đã nói nhiều rồi. Rồi trong trường, trong lớp thì các thầy cô cũng đã giảng. Mà theo thầy nghĩ thì các em đọc cái sách giáo khoa thì các em cũng hiểu thôi. Nên chẳng có gì khó khăn đâu. Cái thứ nhất á, là kiến thức cần nhớ. Kiến thức cần nhớ. Cái cần nhớ thứ nhất á, là các em biết là có hai loại điện tích. Điện tích thì nó có hai loại điện tích. Có hai loại điện tích. Ở dưới lớp, ở dưới các em đã học rồi, bây giờ thầy chỉ nhắc lại thôi. Có hai loại điện tích là điện tích dương, thấy không? Là dấu cộng, điện tích âm thì nó mang cái dấu trừ. Và các em cũng biết là hai cái điện tích mà cùng dấu, hai cái điện tích cùng dấu á thì chúng đẩy nhau. Chúng đẩy nhau. Hai cái điện tích là khác dấu thì chúng hút nhau. Thì nhắc qua đấy thôi, nhưng mà chắc có lẽ là ai cũng biết rồi. Cái đơn vị của điện tích, đơn vị của điện tích đó là Coulomb. Đơn vị của điện tích là Coulomb và ký hiệu là C. Cái điện tích của một electron, điện tích của một electron á, nó là E bằng trừ 1,6 nhân cho 10 đi thừa trừ 19 coulomb. Đây là điện tích của một electron. Bởi vì electron nó mang điện âm cho nên nó đây là nó có dấu trừ. Nhưng mà cái độ lớn á thì nó là chỉ là 1,6 nhân cho 10 đi thừa trừ 19 coulomb thôi. Và các em cũng biết là cái này thì thầy nói luôn, bởi vì cái đây là cái phần nhắc lại thôi. Thì cái điện tích của proton á, nó cũng có cái độ lớn như vậy. Cái proton và cái electron á, là nó về khối lượng nó khác nhau nha, nhưng mà về điện tích á, thì nó lại cái độ lớn nó bằng nhau. Các em lưu ý như vậy. Và một điều mà các em cần phải lưu ý á, là cái điện tích của một electron này nè, đây là một cái đơn vị nhỏ nhất mà không thể nhỏ hơn được nữa. Cho nên người ta nói là trong tự nhiên không có một cái hạt điện tích nào mà có điện tích quy mà nó nhỏ hơn ai. Cái này là không có. Thầy nói nôm na nó là như thế này nha, tức là ví dụ như trong một cái đàn vịt nó có 1.000 con vịt thì cái đơn vị nhỏ nhất là một con vịt chứ không phải là dưới cái một con vịt thì nó không có. Như vậy thì cái điện tích cũng vậy, cái đơn vị thấp nhất nó là một electron, nó có cái độ lớn là 1,6 nhân cho 10 thừa trừ 19 coulomb và dưới đó không có, nó tới đó là hết rồi. Cũng như là cái đơn vị thấp nhất của một đàn vịt là một con vịt, hai con vịt, ba con vịt, 1.000 con vịt. Như vậy thì bất cứ một cái hạt mang điện tích nào á, nó bao giờ cái độ lớn của nó cũng là k lần electron. K lần electron. K là số nguyên nha. K là số nguyên. Cái thứ hai là sự nhiễm điện. Thứ hai là sự nhiễm điện của các vật. Sự nhiễm điện của các vật. Thì cái này á, các em ở dưới cũng đã học rồi.
Thì nhiễm điện thì nó có ba cách. Cái cách thứ nhất là cọ sát. Cái cách thứ hai là tiếp xúc. Cái cách thứ ba là hưởng ứng. Chắc có lẽ là cái thầy cần phải nói cái hưởng ứng này thôi. Còn cái cọ sát với cái tiếp xúc thì chắc có lẽ là ai cũng biết rồi. Hưởng ứng có nghĩa là như thế này nè. Ví dụ như bây giờ thầy đặt ở đây là một cái hạt nó mang cái điện tích dương. Một cái vật nó mang cái điện tích dương. Rồi bên này là thầy có một cái thanh kim loại đang trung hòa về điện. Có nghĩa là cái số điện dương và cái số điện âm nó bằng nhau, nó cân bằng với nhau. Bây giờ thầy đưa nó lại gần cái điện tích, cái vật mang cái điện tích dương này nè. À, thì như vậy là hai cái này nó không tiếp xúc mà nó cũng không cọ sát, nhưng mà nó hưởng ứng là như thế này. Cái đầu này dương, như vậy thì cái số điện tích mà bên trong cái thanh kim loại này nè, ban đầu tiên nó chạy lộn xộn, nhưng mà khi mà có đặt gần cái điện tích dương này rồi á thì nó không có chạy lộn xộn nữa, mà cái điện tích âm nó dồn về cái cực bên này. Và dĩ nhiên là cái điện tích âm nó dồn về cái cực này thì cái cực bên kia sẽ là điện tích dương. Vậy thôi. Đấy. Cái này gọi là nhiễm điện, hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng. Do hưởng ứng. Thôi. Nó các em đọc cái phần lý thuyết ở trong sách giáo khoa là được rồi. Thầy thấy cũng chẳng có gì mà phải nói nhiều, phải mất công nhiều. Bây giờ thầy nhanh chóng qua cái phần thứ ba, đó là cái định luật Coulomb. Đây là cái phần trọng tâm của cái bài 1 này. Các em tập trung nghe giảng nha, bởi vì cái định luật Coulomb này á thì nó đơn giản thôi, cái nó chỉ là một cái công thức thôi, nhưng mà cái phần mà áp dụng của nó trong thực tế đó thì lại rất phong phú, rất đa dạng, và cái phổ bài tập thì nó lại dao động từ dễ tới khó và rất khó nha. Bây giờ ta sang cái phần thứ ba, đó là định luật Coulomb, phần chính của bài. Cái định luật Coulomb thì cái phiên âm ra là như thế này, là tùy các em muốn gọi sao đó các em gọi. Thì cái ông Coulomb này là nhà bác học người Pháp. Ông làm một cái thí nghiệm mà trong sách giáo khoa cũng đã có vẽ hình, cũng có nói trong đó rồi. Ở đây là thầy chỉ nói cái phần định tính và định lượng của nó thôi. Thì có hai cái điện tích. Điện tích này là điện tích Q1, điện tích này là điện tích Q2, đặt cách nhau một cái khoảng là R, đặt cách nhau một khoảng là R trong chân không nhé, trong chân không đi, tức là thầy nói cái thí nghiệm này là trong chân không đi. Một lát nữa thì thầy sẽ nói tới cái là cái thí nghiệm này nó được đưa vào trong cái một cái môi trường có cái chất điện môi. Thì khi mà đặt hai cái điện tích như thế này, mà nếu như mà hai cái điện tích này mà cùng dấu nha, cùng dấu, tức là Q1 cũng dương mà Q2 cũng dương, thì Coulomb thấy rằng hai cái điện tích này á, nó đẩy nhau bằng một cái lực ép như thế này. Cái điện tích Q1 này nè, nó bị đẩy ra xa là do cái điện tích Q2, do đó mà người ta gọi là F21. Rồi cái điện tích Q2 này nè, là do cái lực điện của cái điện tích Q1 này nó đẩy Q2 ra, do đó nó là 1, 2, người ta ký hiệu như vậy nha. Đấy. Thì F1, F2 nó là một cái đại lượng vector, thành thử ra là nó có phương, nó có chiều và nó có độ lớn. Thì cái phương á là cái đường thẳng nối hai cái điện tích Q1, Q2. Cái phương của lực á, nó trùng với cái phương của cái đường thẳng nối Q1 với Q2. Thấy không? Cái chiều á thì cái chiều hướng ra khi mà Q1 với Q2 cùng dấu. Còn khi mà nó ngược dấu á, thì nó lại hút vào. Và cái công thức này nó sẽ là gì?
nó sẽ là ép cái độ lớn nha, cái độ lớn nè. Cái lực ép này á, người ta gọi là lực hút tĩnh điện, hay là lực cuốn long, hoặc là lực tương tác giữa hai điện tích. À, nó có nhiều cái cách gọi. Thì ép này á, thì nó bằng K Q1 Q2 giá trị tuyệt đối nha, chia cho R bình phương. Thì ở đây là Q1 á, là cái độ lớn của điện tích Q1, Q2 là điện tích độ lớn của điện tích Q2, R là khoảng cách. Thì ở này các em cần lưu ý một chút như thế này nè. K nó là một cái hằng số tỷ lệ, nó có cái số nó có cái giá trị là 9 nhân cho 10 mũ 9 Newton mét vuông chia cho Coulomb bình phương. Đấy, K nó như vậy đó. Còn R tính bằng mét nha. R tính bằng mét. Và F tính bằng Newton. Đấy, thì nó biết nhiêu chuyện vậy thôi. Rồi thì bây giờ cũng nói cho nó xong chuyện là bây giờ đây là Q1 là nó là dương, nhưng mà Q2 nó lại là một cái điện tích âm, thấy không? Thì hai cái điện tích này thì các em biết là nó sẽ hút nhau. Đấy, nó sẽ hút nhau. Thì là Q1 này bị hút là do Q2, do đó là F21. Q2 này hút lại Q1 là do Q1, do đó là nó là F112. Và dĩ nhiên cái khoảng cách này nó cũng là R. Cũng y như trên vậy thôi. Và cái công thức của mình là cái này là mình nói là cái lực là lực đẩy nha. Cái đẩy ví dụ như thầy viết là FD đi. Hút mình viết là FH đi. Nha. Thì nó là K nó cũng y vậy thôi. Q1 Q2 chia cho R bình phương. Bây giờ thầy viết qua đây đi. Thầy viết qua đây để một lát nữa lưu vào các em làm cái bài tập cho nó dễ. Đây là cái lực tương tác hay là lực Coulomb đó, thấy không? Thì là F nó bằng K Q1 Q2 chia cho R bình phương. Rồi. Thì ghi ra như vậy thôi. Và các cái này thì trong quá trình mà làm toán á, giải toán á, thì thầy nói đi nói lại thì nói riết là các em nhớ thôi, chẳng có vấn đề gì cả. Đây là trường hợp mà mình thầy đang xét trong chân không. Còn nếu như mà trong cái môi trường mà có chất điện môi thì bỏ cái chữ chân không này đi nha. Và để mà tiết kiệm cái thời gian á, thì ở đây thì nó là bây giờ nó như thế này. Bây giờ người ta dìm hai cái điện tích Q1, Q2 này vào trong một cái môi trường có chất điện môi. Ví dụ người ta dìm hai cái điện tích đó vào trong dầu hay là trong giấy, trong các cái môi trường mà nó đồng tính và nó có một cái hằng số điện môi là epsilon, không? Tức là trong môi trường cách điện nha, trong môi trường cách điện có cái hằng số điện môi là epsilon. Dĩ nhiên là cái epsilon này á, nó phải lớn hơn 1. Bởi vì trong chân không á, trong chân không nha, hoặc là trong không khí nha, thì epsilon nó bằng 1. Cho nên người ta không có viết gì hết. Người ta không có viết cái epsilon vô, bởi vì nó bằng 1 mà, đâu viết vô làm gì, thấy không? Thì nếu như vậy á, thì cái đây là mình để mình phân biệt với lại cái nó nằm trong cái môi trường không phải là chân không. Thì như vậy á, là cái F này nè, cái F này trong môi trường không phải là chân không á, thì nó bằng F trong chân không chia cho epsilon. Thì nó như vậy thôi. Ở đây thầy viết vô nè, trong môi trường có chất điện môi epsilon, dĩ nhiên là nó phải lớn hơn 1 rồi.
thì nó là cái lực Coulomb nó sẽ là F bằng F0 chia cho Epsilon. Có nghĩa là vậy, mình cấy cái Epsilon này nó vô thôi. K cũng y vậy thôi. Chia cho R hình phương này. Các em thấy là nó y vậy thôi không? Bây giờ các em cấy cái Epsilon này cho vô vậy thôi. Như vậy thì các em thấy như thế này. Các em thấy rằng khi mà dìm nó vào trong một cái môi trường mà có cái chất điện môi, có hằng số điện môi là Epsilon lớn hơn 1 á, thì các em thấy rằng cái F này nó nhỏ hơn F0. Epsilon là F nhỏ hơn F0 Epsilon lần, đúng không? Đấy, thì cái nội dung của định luật Coulomb nó chỉ có thế thôi. Thì thầy trò mình sẽ khai thác cái định luật Coulomb này trong các cái bài tập ứng dụng sau đây. Bây giờ thầy lao bảng nha. Thầy lao bảng, nhưng mà trước khi lao thì thầy cũng đã chuyển cái công thức qua bên kia rồi. À, các em yên tâm, nếu chưa trường hợp mà cái bài học đầu tiên có khi là các em chưa thuộc công thức thì nó đã có sẵn công thức đó rồi. Cái bài tập số 1. Cái bài tập số 1 có cái đề như thế này: tính lực tương tác tĩnh điện. Tính lực tương tác tĩnh điện. Thầy viết tắt nha. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa một electron. Giữa một electron và một proton. Và một proton. Nếu khoảng cách giữa chúng là 5 nhân cho 10 đi thừa trường 9 cm. 5 nhân cho 10 đi thừa trường 9 cm. Coa electron và proton như những điện tích điện. Coi electron, proton như những điện tích điện, như những điện tích điện. Chẳng qua là người ta đơn giản quá cái bài toán cho các em vậy thôi. Rồi, thì thầy sẽ dừng ở đây một phút để các em động não xíu nha. Rồi, các em sẵn sàng chưa? Thầy hướng dẫn cho các em giải cái bài tập này nha. Cái này thì chẳng qua là áp dụng công thức thôi, nhưng mà nó cũng có một vài điều mà thầy muốn truyền đạt cho các em. Bây giờ các em biết là một cái electron và một cái proton á, thì cái đề này có khi là người ta nói như thế này nè. Người ta nói là một cái nguyên tử hydro, thấy không? Bên trong nhân này nó có một cái proton, và ở ngoài cái vỏ ngoài này nó có một cái electron, thấy không? Và nó cách với nhau một cái khoảng là R đó, như vậy đó. Thì các em biết là như thế này nè, cái proton với cái electron á là hai cái hạt cơ bản này á, là nó khác nhau về khối lượng. Dĩ nhiên là cái khối lượng của cái electron này nó rất là nhỏ so với lại proton, nhưng mà nó có cái điều đặc biệt là cái điện tích của nó và cái điện tích của proton là như nhau về mặt độ lớn. Như vậy thì các em lưu ý một cái chỗ này nè. Cái điện tích của một cái electron thì viết là QE đi.
QE, cái độ lớn của nó là điện tích của một e trong thì bằng điện tích của một proton. Và như hồi nãy đó, cái trong cái phần mà lý thuyết đó thì các em biết rằng điện tích của một e trong là 1,6 nhân trên 10 điện thừa trừ 19 coulomb. Nhớ là không có dấu trừ nha, ở đây độ lớn là không có dấu trừ nữa chưa. Rồi thì bây giờ mình làm thôi. Cái lực tương tác tĩnh điện là F. Người ta không nói gì hết, tức là trong môi trường trong không nha. F này cũng có nghĩa là F0 đó. À, và một cái electron, một cái proton thì dĩ nhiên nó là hút rồi. Đúng không em? À, hai cái điện tích này trái dấu. Thì nó là bằng K Q1, Q1 là QE, Q2 là QB chia cho R bình phương. À, các em chỉ thế vô thôi, các em chỉ thế vô thôi. K là bằng gì? K là bằng 9 nhân cho 10 mũ 9. Thấy không? QE bằng QB. À, QE bằng QB có rồi. QE bằng QB có rồi. R là bằng 5 nhân cho 10 điện thừa trừ 9 cm, các em đổi ra mét luôn. Đó là trừ 11 mét nha. À. Và dĩ nhiên F này tính bằng Newton. À, các em nhập vào là các em tính thôi. Các em nhập vào các em bấm máy thôi. Ở đây thì cái kết quả của thầy đưa ra là 0,92 nhân cho 10 điện thừa trừ 7. 0,92 nhân cho 10 điện thừa trừ 7 Newton. Đấy. Đây là cái lực hút tĩnh điện hay là lực coulomb hay là tương tác giữa hai điểm điện tích 0,92 nhân cho 10 điện thừa trừ 7 Newton. Đấy. Và cái bài toán số 1 của chúng ta nó nhanh chóng nó xong, tới đây chỉ là xong thôi. Nó chẳng có vấn đề gì cả. À, các em chịu cẩn thận là đổi cái đơn vị cho nó ok nha. Thì trong các cái bài tập sau đó thì đi sâu hơn nữa thì thầy sẽ nói thêm cho các em về cái cách bấm máy và cách nhập số sao cho nó đơn giản. Bây giờ ta sang cái bài toán số 2 nha. Cái bài toán số 2 nó có cái đề nội dung nó như thế này nè. Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau. Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau. Đặt trong không khí. Thầy viết tắt nha. Đặt trong không khí. À, cách nhau một khoảng là R bằng 12 cm. Và cái lực tương tác giữa chúng nha, tức là giữa hai cái điện tích đó, lực tương tác giữa chúng là 10 newton. Bây giờ đặt cái hai cái điện tích này trong dầu, nhưng mà người ta ép nó lại cách nhau. Bây giờ cách nhau là 8 thôi. Ha, cách nhau là 8 cm thôi. Thì lực tương tác vẫn không thay đổi. Có nghĩa là F nó bằng F, nó bằng 10 newton. Thế là trước nó 10 newton thì bây giờ nó cũng 10 newton thôi. Bây giờ câu hỏi là như thế này. Độ lớn của các điện tích
và hằng số điện mol. Tức là hỏi nè, độ lớn điện tích và hằng số điện mol. Và hằng số điện mol của dầu. Đấy. Rồi. Thì trong cái bài toán thứ hai này á, thì nó có hai cái tình huống. Cái tình huống đầu á là người ta đặt cái trong trong không, người ta đặt cái trong không khí. Thấy không? Thì hai cái điện tích này nó cách nhau một cái khoảng là 12 cm. Cách nhau là 12 cm. À, thì người ta thấy là cái lực tương tác của nó là 10 Newton. Bây giờ người ta dìm vào, người ta dìm hai cái điểm tích điểm đó, cái thí nghiệm đó người ta dìm vào trong dầu. Nhưng mà người ta cho nó cách nhau là 8 cm thôi. Tức là ép nó lại, cho nó gần lại 8 cm thôi. Thì cái lực tương tác nó lại không thay đổi. Tức là cái lực tương tác trong dầu này nè và lực tương tác ngoài không khí nó không thay đổi. Tức là nó vẫn là 10 Newton. À, bây giờ người ta hỏi là cái độ lớn của các cái điện tích. Độ lớn của các cái điện tích. Và dĩ nhiên là người ta hỏi cái hằng số điện mol. Tức là người ta hỏi cái epsilon đó, là bao nhiêu. Thì thầy sẽ phân tích cái bài toán này trong hai trường hợp nha. Bây giờ trong trường hợp 1, tức là trong trường hợp là trong chân không. Trong chân không, trong không khí chứ. Trong không khí và trong chân không nó cũng y như nhau chưa. Thì ta có là gì? Trong không khí á, thì ta có là gì? Ta có là Q nè. Cái này cũng là Q nè. Thấy không? Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau. Tức là cái này Q thì cái này cũng là Q. Thấy không? Cách nhau 12 cm, R là 12 cm. Đấy. Thì cái lực tương tác của chúng là 10 Newton. Ở đây người ta không nói là hai cái điện tích đó là cùng dấu hay khác dấu, nhưng mà mình cũng không cần. Ở đây là người ta đi nói là cái lực tương tác thôi. Thì dù mà nó có đẩy hay là có hút đi nữa thì nó cũng là cái lực tương tác đó thôi. Các em thấy là nó cũng là F thôi, thấy không? Thì cái lực tương tác đó là 10 Newton. Như vậy thì các em có như thế này. F là bằng K Q bình phương, đúng không các em? Q bình phương. Tức là Q nhân Q là Q bình phương đó nha. Q bình phương thì là nó không cần đĩa dấu giá trị trước đó cũng được. Chia cho R bình phương. Chia cho R bình phương tức là chia cho... Thôi cứ để là chia cho R bình phương đi. Đấy. Đó là trong không khí. Và cái này nó là bằng 10. Cái này là 10, cũng không cần để luôn. Bây giờ trong cái môi trường, thầy viết tắt nha chưa, có cái độ, có cái hằng số điện mol là epsilon. Thì cũng cái điện tích Q đó, cũng cái điện tích Q đó, nhưng mà bây giờ người ta ép lại, nó gần lại chứ nó không như trên nữa. Tức là trong trường hợp này là R phép nha, bằng 8 thôi, chứ không phải là 12. Thấy không? Thì cái lực F phép này nè, nó vẫn là bằng cái lực F. Và nó là bằng K Q bình phương, đúng không các em? K Q bình phương chia cho epsilon R bình phương. Epsilon R ở đây là R phép nha. R phép bình phương. Đấy, các em phải phân biệt hai cái trường hợp này chưa. Trong không khí á, thì nó không có epsilon, mà trong môi trường có chất điện mol á thì các em phải điền cái epsilon này vào y như bên này, tức là F0 chia cho epsilon. Thấy không? Thì bây giờ để tính mà cái điện tích á thì các em chỉ như thế này thôi. Các em tính như thế này thôi. Thì hai cái này nó bằng nhau thì các em đơn giản thôi. Thì viết qua này nhé. Hai cái này bằng nhau.
Như vậy thì thầy có là K, K nè, quy bình phương, K quy bình phương. Nên nhớ rằng cái quy bình phương lên đó thì nó âm nó dương gì thì nó cũng là số dương hết. K quy bình phương chia cho R bình phương, chia cho R bình phương. K quy bình phương chia cho R bình phương. À, thì cái này nó là K quy bình phương chia cho R bình phương. Thì cái này nó là bằng 10. Cái này nó là bằng 10. Mà người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi là cái độ lớn của điện tích, tức là người ta hỏi cái quy. Người ta hỏi cái quy. Thì từ đây các em suy ra quy nè. Quy thì có phải là quy này là có phải là bằng 10 nhân cho R bình phương, căn số cái đã nè, 10 nè, nhân cho R bình phương nè, rồi chia cho K, đúng không? Đấy. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì mình không biết là điện tích âm hay điện tích dương, thì mình phải để nó trong dấu giá trị được đó. Bình phương thì không nói gì hết. Hả? Nhưng mà bỏ cái dấu bình phương này là phải thêm cái dấu này nữa chứ. Vì mặt toán học nó sai đấy. À, Q là con số 2 của này, 10 nè. R bình phương, R bình phương là trong trường hợp này là 12 nha. 12 tức là 12 này cm, tức là nhân cho 10 đi thừa trừ 2 nhá. R bình phương chia cho K, K tức là 9 nhân cho 10 mũ, mũ 9. À, thì nó chỉ có vậy thôi, các em bấm máy thì nó sẽ ra thôi. Ở đây thì thầy bấm máy thì nó cho ra kết quả là 4 nhân cho 10 lũy thừa trừ 6 coulomb. Nó rất là đơn giản thôi. Nếu mà cái tính cái độ lớn của điện tích đó, thì nó đơn giản như thế này thôi. Như vậy thì người ta hỏi cái điện tích đó, thì các em phải viết cái điện tích ra cho thầy. Quy giá trị cực đối thì nó bằng chừng này. Như vậy thì quy nó sẽ bằng cộng trừ 4 nhân cho 10 điện trừ 6 coulomb. Về mặt toán học phải am hiểu cái này chứ, chứ không là cái lúc thì viết là quy bình phương, rồi lúc thì viết là quy giá trị tuyệt đối, rồi có lúc là quy bằng cộng trừ. Những cái này là nếu mà các em nắm không vững là các em sẽ lúng túng đó nha. Đấy. Thì quy á, cái điện tích quy nó là bằng cộng trừ 4 nhân cho 10 trừ 6 coulomb. Tức là nó có thể là điện tích dương mà nó cũng có thể là điện tích âm. Không sao cả. Bây giờ ta sang cái câu thứ hai, đó là tính cái hằng số điện mô. Tính cái hằng số điện mô, tức là tính epsilon. Tính epsilon. Tính epsilon thì nó rất là đơn giản thôi. Bây giờ hai cái này nó bằng nhau. Hai cái này nó bằng nhau. Như vậy thì các em viết như thế này nè. Cái F trên đó, các em viết là K quy bình phương đi. K quy bình phương. K quy bình phương chia cho R bình phương. Nghe không? K quy bình phương chia cho R bình phương. Là dưới là K quy bình phương. K quy bình phương. Nhớ là khi bình phương á thì đun giá trị tuyệt đối hay không giá trị tuyệt đối thì nó cũng rứa thôi. Chia cho epsilon R phép, epsilon R phép rồi bình phương. Rồi thì các em bỏ hai cái này đi, các em bỏ hai cái này đi, đúng không? Như vậy thì R bình phương rất đơn giản thôi mà. R bình phương này bằng epsilon R phép bình phương, đúng không? Đấy. Hai cái tử bằng nhau thì hai cái mẫu nó bằng nhau. Vậy thôi. Từ đây các em nhanh chóng suy ra là epsilon nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng R bình phương chia cho R phép bình phương. Có nghĩa là R chia cho R phép rồi bình phương. À, có một điều mà ở đây thầy cũng nhắc nhở các em về phương diện tính toán nó là như thế này. Ở trên nó là R, các em phải viết nó là 10, 12 nhân cho 10 lũy thừa trừ 2. 12 nhân cho 10 lũy thừa trừ 2. Nhưng mà ở dưới này thì các em không cần làm cái động tác đó. Bởi vì cái trong cái phân số này nè, trong cái phân số này nè, ở trên cũng là cm mà ở dưới cũng là cm, cho nên bỏ. Như vậy thì mình có là R là bằng 10, 12. R là bằng 12 nè. R phép là bằng 8, không có cần đổi ra mét gì hết đó, nó cứ xăng thì mét cũng được, không chết ai hết. Bằng 12 và 8 cùng chia chẵn cho 4. 12 chia cho 4 là bằng 3, 3 bình phương lên là bằng 9. 8 chia cho 4 bằng 2. 8
mà chia cho 4 thì bằng 8, mà chia cho 4 thì bằng 2 chứ. 12 mà chia cho 4 là bằng 3. 12 chia cho 4 là 12 chia cho 4 là bằng 3, 3 bình phương lên là 9. 8 chia cho 4 bằng 2, 2 chia 2 và bình phương lên là 4. Như vậy thì epsilon của nó là bằng 9/4. Vậy thôi. Epsilon của nó là bằng 9/4 vậy thôi. Các em muốn thì các em chia ra thì nó là bằng 2,25. 2,25. Rồi đơn giản vậy thôi. Và cái bài toán thứ hai nó chỉ có vậy thôi. À, các em ghi vô đồng thời các em xem lại nha. À, thầy trò mình sẽ thôi cái phần như vậy là có hai cái bài tập này là được rồi. Trong hai cái bài tập này được rồi thì với hai cái bài tập vừa rồi á thì thầy hy vọng rằng các em có một cái kỹ năng ban đầu để giải các cái bài toán về lực tương tác giữa hai cái điện tích cùng dấu và trái dấu. Hai cái lực tương tác này trong không khí và trong một cái môi trường có chất điện môn. Đấy. Thì cái bài giảng đến này thì thầy trò mình tạm dừng và thầy hẹn các em trong một cái video tiếp theo, trong cái bài giảng tiếp theo. Thì trong cái bài giảng tiếp theo thì chúng ta sẽ khai thác tiếp các cái vấn đề của cái định luật Coulomb này. Rồi, thằng ấy thầy chào các em nha.